Thưa quý vị và các bạn, Solomon là vị vua thứ ba của Israel và được mệnh danh là nhà thống trị vĩ đại nhất của Israel. Ông cũng đồng thời là vị vua khôn ngoan, thông thái và giàu có nhất của mọi thời đại. Bí quyết du âm đạt được đỉnh cao là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua cuốn sách Bí mật của vua Solomon, 7 nguyên tắc thành công về tài chính của người giàu nhất trong lịch sử nhân loại. Solomon sinh khoảng năm 974, mất năm 931 trước công nguyên. Năm 12 tuổi, ông được cha là vua David truyền lại ngôi báu. Trong những ngày đầu tiên lên ngai vàng, bị hối thúc bởi nỗi sợ hãi về sự non trẻ của mình, Solomon cầu xin Chúa Trời ban cho mình một món quà. Theo Kinh Cựu Ước, Đức Chúa Trời xuất hiện và phán với Solomon: "Hãy xin điều ngươi muốn ta ban cho ngươi." Ông có thể xin mọi thứ, nhưng bạn thử nghĩ xem, ông đã cầu xin điều gì? Không cầu xin có thêm tiền bạc hay quyền lực. Những điều Solomon cầu xin thật là khác thường. Ông xin Chúa Trời ban cho mình sự khôn ngoan. Cảm động với lời cầu xin đó, Đức Chúa Trời đã không chỉ ban cho Solomon sự khôn ngoan, mà còn cả sự giàu có, vẻ vang hơn bất cứ người nào trong lịch sử. Người ta nói, ngay cả giá trị tài sản của ông đã được điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình lạm phát hiện nay, thì Solomon vẫn là người giàu nhất trong lịch sử. Giá trị tài sản của ông vượt rất xa giá trị tài sản của hai người giàu nhất thế giới hiện nay là Bill Gates và Warren Buffett gộp lại. Bạn có thể đặt câu hỏi, tại sao chúng ta lại nghe theo một người đã sống cách đây 3.000 năm, một vị vua thời cổ đại, có thể dạy gì cho chúng ta về các vấn đề tài chính đương đại? Bạn có tin hay không thì tùy, nhưng ông vẫn có rất nhiều điều để nói với chúng ta. Cuốn sách Bí mật của vua Solomon của tác giả Brooks Fletch sẽ đưa chúng ta theo bước vị vua này khi ông dạy bảo Abidan, cậu bé được ông bảo trợ, về 7 nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống và ảnh hưởng của chúng đến sự thành công về tài chính. Mỗi câu chuyện minh họa cho một nguyên tắc cơ bản mà Abidan cần khám phá trước khi cậu có thể trở nên giàu có và hạnh phúc hơn. Con có thấy một người cần mẫn trong công việc của mình không? Người ấy sẽ đứng trước mặt các vua, chứ không phải trước mặt những người tầm thường đâu. Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là bí kíp giúp ông trở thành người giàu có nhất thế gian. Solomon cũng nói, linh hồn kẻ lười biếng mong muốn nhưng chẳng được gì, linh hồn người siêng năng được đầy đủ. Khi sử dụng từ linh hồn, Solomon đề cập đến phần sâu thẳm nhất trong bản thân mỗi người là điểm tựa của tính cách và cảm xúc. Những người làm việc cần mẫn trong lĩnh vực chuyên môn của mình sẽ đạt được thành công đáng kể để thỏa mãn nhu cầu. Theo Solomon, người nào cày ruộng mình sẽ được đầy thực phẩm, những kẻ theo đuổi hư không sẽ bị nghèo khó. Của cải phi nghĩa sẽ hao mòn, nhưng người nào thu góp từng chút sẽ thêm nhiều. Thực tế đã cho thấy hầu hết những người trúng xổ số đều nhanh chóng mất tất cả tiền thưởng. Thậm chí, những người đánh bạc đã may mắn thắng lớn, cuối cùng cũng mất hết số tiền đó và kết thúc cuộc đời trong cảnh nợ nần. Sau mỗi nguyên tắc cơ bản, mỗi câu chuyện về Solomon, tác giả Brooks Fletch lại chỉ ra những ứng dụng của ông với các nguyên tắc này, không chỉ vào cuộc sống, mà còn với các vấn đề tài chính cấp bách nhất trong thế kỷ 21. Qua đó, độc giả có thể dễ dàng hình dung và sử dụng để làm sâu rộng thêm kiến thức về lĩnh vực đầu tư của mình. Tác giả cuốn sách Brooks Fletch là người sáng lập và chủ tịch công ty Fletch Capital Management Hoa Kỳ.